Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm dịch bệnh, mọi người nên thay đổi một số thói quen không tốt bởi chúng chính là con đường lây lan virus vi khuẩn nhanh hơn, gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe làm sao để ngăn ngừa bệnh lây lan để đảm bảo an toàn cho gia đình là điều tất cả chúng ta đều đang hướng đến. Trong thời điểm này, việc giữ gìn vệ sinh cơ thể và nhà cửa đã được các chuyên gia khẳng định là rất cần thiết. Nhưng như vậy có lẽ vẫn chưa đủ. Mọi người cũng nên thay đổi một số thói quen không tốt bởi chúng chính là con đường lây lan virus vi khuẩn nhanh hơn, gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe. Đây cũng chính là nội dung trong chương trình ngày hôm nay. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Mở nắp bồn cầu khi xả nước. Theo tạp chí kiểm soát nhiễm trùng Hoa Kỳ, trong khi bạn xả nước, chất thải và nước sẽ xoáy đều, khiến những con vi khuẩn siêu nhỏ từ chất thải có thể bay lên không khí. Những con vi khuẩn này có thể làm bẩn tay, bẩn bề mặt phòng tắm và thậm chí là bàn chải đánh răng. ngậm bút vào trong miệng. Nhiều người có thói quen ngậm bút trong miệng khi đang suy ngẫm điều gì đó, tuy nhiên đây thực sự là một sở thích kém vệ sinh. Bàn tay của bạn chạm vào rất nhiều thứ khác trước khi cầm vào bút, vì vậy hành động này có thể khiến bạn nhiễm bẩn. Ngoài ra, ngậm bút cũng có thể gây hại cho hàm răng của bạn. Mở đồ bằng răng. Nhiều khi bạn không thể dùng tay mở một đồ vật gì đó dễ dàng mà phải dùng đến hàm răng để làm điều đó. Tuy nhiên, theo The Healthy, điều này không chỉ có khả năng gây hại cho răng của bạn mà còn là con đường lây lan vi trùng rất nhanh. Ngoài vi trùng từ miệng của bạn được chuyển sang bao bì, bạn cũng có thể tiếp xúc với bất kỳ vi trùng nào đã có trên vỏ sản phẩm đó. Thổi nến sinh nhật, khi bạn dùng miệng để thổi nến cũng là khi bạn giải phóng hàng tá vi khuẩn ở trong miệng mình và khi ấy vi khuẩn sẽ tập trung ở bề mặt của chiếc bánh. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học người Mỹ năm 2017 cho thấy mỗi lần thổi nến, số lượng vi khuẩn bám trên bề mặt bánh kem sẽ tăng lên 1.400%. Dùng một miếng bọt biển để cọ rửa nhiều thứ khác nhau. Thông thường, mọi người đều tận dụng miếng bọt biển để lau chùi sạch sẽ mọi đồ dùng trong nhà bếp. Tuy nhiên, miếng bọt biển này có thể chứa các vi khuẩn gây bệnh truyền qua thực phẩm như Salmonella và E. coli. Tệ hơn nữa, nếu bạn sử dụng miếng bọt biển đó vừa để rửa bát vừa để cọ bồn rửa, bạn sẽ chuyển tất cả số vi trùng từ phía bồn rửa sang chỗ bát đĩa. Để ngăn chặn sự lây lan của vi trùng, bạn cần có hai miếng bọt biển riêng biệt, mỗi miếng sử dụng cho một mục đích lau rửa khác nhau. Để đảm bảo chúng không có vi khuẩn, virus, bạn cần thay thế chúng hàng tuần. để tóc tích lũy trong lược một thời gian dài. Khi số tóc dụng tích tụ trong lược của bạn một thời gian dài, phần dầu từ da đầu, tế bào chết và cặn dính của sản phẩm tóc cũng có thể ở đó. Những lần sử dụng lược về sau, số vi trùng, vi khuẩn bám dính trên lược sẽ bám lại trên da đầu bạn. Tốt nhất, bạn nên loại bỏ hết chỗ tóc thừa trên lược ngay khi vừa chải đầu xong. Đồng thời, hãy ngâm lược trong nước muối ấm, xà phòng ít nhất mỗi tháng một lần. Không vệ sinh đồ chơi của con đều đặn, phụ huynh đều hiểu rằng trẻ em thường có cách sử dụng đồ chơi khá bừa bãi, chúng có thể cho đồ chơi vào miệng, ném xuống đất, cho đồ chơi vào mũi. Đồng thời hệ miễn dịch của trẻ lại kém nên đặc biệt dễ mắc bệnh. Chính vì vậy, phụ huynh nên đảm bảo rằng đồ chơi của trẻ được làm sạch và khử trùng thường xuyên, cứ sau vài tuần một lần, tùy thuộc vào tần suất trẻ chơi với những món đồ đó. Đặc biệt là nếu bạn có nhiều hơn một con hoặc nếu con có nhiều bạn bè, phụ huynh hãy đảm bảo việc lau sạch đồ chơi bằng khăn lau hoặc cho chúng vào máy rửa chén hoặc máy giặt thường xuyên, như vậy sẽ giảm thiểu được khả năng lây bệnh cho trẻ nhỏ. Quý vị và các bạn thân mến trong chương trình ngày mai, mời quý vị cùng đến với nội dung những đồ uống tốt nhất giúp tăng cường khả năng miễn dịch trong mùa dịch. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.